chào anh em nha. Thì hôm nay mình có đi làm cái máy bơm tăng áp này nè, thì mình chia sẻ cho anh em cách chuyển từ cái bơm tăng áp xài đồng áp qua rồi lấy dòng chảy nha. Đây công tắc dòng chảy. Đó, tại vì cái này nó nằm ở trên nhà, nó trên trần nhà, ở trên cái bồn nước này, thì nó ồn quá. Mỗi lần lấy nó ồn quá, đâm ra người ta không, người ta cũng thích mình. Sẽ xài một cái cà đá giảm từ 34 xuống 21 nha. Cái công tắc dòng chảy này anh em phải gắn ở bên đằng trước của bơm nha, chứ gắn đằng sau là nó hư á. Rồi anh em anh dũng vô một lực đi để cho nó bóp vô nè. Lắp cái đầu này vô nè. Rồi, nhớ chiều nha. À, cái này là do mình đảo chiều lại nè. Để cái đầu chiều mình chiều vào và chiều vào đây nè. Mình đảo lại để cho nó tiện.
quá. Bây giờ anh em cắt cắt hai đầu dây của con này ra nè, bỏ anh em đối hai dây pha vô đây. Thử nha. Hai dây thì mình cứ để yên vậy, dù sau này chủ nhà có muốn xài lại thì xài. Xuống mình mở nước thử cho anh em coi coi cái bơm nó có chạy không nha.
quên cắm điện. Khá là ok nha. Rồi, chào mọi người. Rồi, nó tắt rồi đó. Rồi, chào mọi người nha. Rồi, hoàn thiện test. Nè, mình tháo bỏ luôn cái bộ áp với cái đồ lấy áp đó rồi. Không có gì thiết vậy, ok. Bây giờ là bao em test máy coi. Thôi chị mở đi. Rồi, từ từ nha, đừng có tắt nha. Tắt rồi hả? Chị mở lớn lên, mở lớn lên nó mới chạy. Rồi, rồi chị tắt ơi. Tắt, ừ. Ok, chị mở lại lần nữa đi. Rồi tắt. Rồi ok, được rồi chị ơi, cảm ơn chị. Rồi mình chào anh em nha. Giờ bây giờ nè, anh em nhỏ nhỏ bơm nó không chạy nè, mở lớn nó chạy nè. Đó, đây. Xong rồi tắt đi nè. Mở nhỏ không chạy. Rồi. Đó. Nhỏ nhỏ nó không chạy nè. Rồi tắt rồi đó. Đó. Rất tự nhiên nha.